báo cá cho anh Hảo YouTuber nha. Cá quấn ổ rồi. Quấn nguyên hồ luôn. Cá phá ổ chứ không phải cá quấn ổ. Hảo mới học bài mồi của thằng Năng đúng không? Rồi xong. Đứt rồi. Con nãy giờ. Anh Bình đã cho một tràng pháo tay. Còn. Nó chạy về. Không. Bò chết luôn đi. Nó chạy vô ha. Cá phá ổ của Hảo YouTuber nha. Chính biết Hảo này không chính? Không. Tôi nhìn thấy mặt ở gần nhà vợ ông chính trong đó đó. Cần lấy cái chài ra không? Cá phi nó nhỏ, cá phi nó chưa bự, cũng cứ bảy cho lên. Nhanh đi Hảo ơi, nắng lên tới Hảo ơi. Đúng không? Hả? Thả cái nữa là không lấy đâu cho nó đâu nha. Đi qua là chỗ ngãy luôn đi. Bò đi chứ đi thêm vòng nữa hồi nữa tao quánh cho không can đâu đó. Lần này là chết chắc. Chơi nó luôn. Giờ nó hỏi là ai yếu à? Hỏi ai yếu à? Rót nước cho đại sư phát trực tiếp. Thả đi, cứ thả thẳng đi chứ chạy gì nữa. Thả thẳng qua tới bờ kia sao hết được. Đừng có chạy, mà chạy hồi nó chạy thẳng lên rồi sao mà chạy kịp. Bỏ điện thoại bỏ ra đây để nó té nó ướt hử điện thoại nữa. Bỏ điện thoại ra đây lỡ có cái mà thiệt hại cái điện thoại. Mà bay mà chụp nó. Có 5.000 người coi luôn à Hảo ơi. Cả hội biết mày luôn rồi đó. Hồi nó mới còn bắt được con cá là kêu cho người chai nước đi nha. Chính xác không? Chủ hồ công bằng ghê lắm. Yếu rồi. Mà nó hỏi ai yếu mới được chứ. Nó nãy giờ kêu yếu mà biết ai yếu ngay, chạy hoài biết ai yếu ngay. Nó có dám bo đâu mà. Sợ. Pha này là nó về cái cọc đó phát một là xong luôn. Thôi à, yếu rồi, đi chạy qua bên này nữa, dí qua bên này nữa. Thằng Thanh nó kêu bo bằng chết kìa Hảo ơi. Chơi gì mà thả không kìa. Thằng Hảo đi vòng vòng ghét vậy sao thấy bụng nó được. Giảm mỡ luôn.
Chào Ngô Bình nha. Ngô Bình ơi, lên gánh cá về phụ anh. Anh gì? Thanh Bình. Anh em Lộc Thuận coi mà mua bông băng thuốc đỏ qua cho anh Bình đi nha. Đâu rồi? Rồi tứ ngồi thấy ghét rồi. Bể lỗ cả hồ luôn em ơi. 6.000 người coi luôn rồi Hảo ơi. Đây nè, 6.000 người coi luôn nè. Trời này nó đã quăng không mà hồ nào nó cũng đứng im ru hết rồi. Mà chỉ có quánh cá tra được. Dù vàng hả? Không phải anh Huy đâu. Cá phá lỗ cá hồ rồi. Chóc mà thả chạy vòng vòng hồ chết tôi. Hảo TikToker chứ không phải YouTube đâu. Rồi lại thêm một dòng thứ tư. Đó, để ăn thua này. Có cả 10 ký ở dưới hồ á. Còn phao chưa nổi mà. Bông ăn miệng mà chạy đường nào, hai lưỡi dính cả đó mà. Ép luôn đi. Đúng rồi. Đó, từ nãy giờ ta ép chạy đi. Đi lùi lại tí nữa. Hơi đâu mà chồm nó làm gì? Ông Bình sợ dính. Ủa hả? Ép đi cho người ta câu Hảo ơi. Cứ thả qua thả lại thì sao ta câu được. Chết sợ nãy giờ đứt luôn cái chục rồi chứ. Đúng. Kia hai con nổi lần nữa. Hai con dắt nhau đi lên đỉnh. Hai yếu sao nó yếu. Hai con nó yếu. Ngoài Đắk Lắk luôn vô đây. Không mấy con khỏe nó xuống dưới đáy hết rồi. Chơi nó đi.
Anh Bình né kia đó, Bình thủ hết rồi, Ngô Bình đây. Ngồi xịt vô, ngồi trong nó ngoài bo không sao mà nó mệt được. Anh nữa nè, làm chi á? Giống như chiêu Quách Trấn Thành chạy mày dữ hả không? Cầm xe nó vô. Ở trên nó cá ăn thành. Nó máng giọng rồi sao đứng được đó, nó nổi lên cả. Không biết ai yếu ai nữa mà. Ồ có vợ coi like luôn rồi Hảo ơi. Đi đâu? Đi đâu Hoàng? Hả? Bồn xăng hả? Câu gì chổng nổi? Ăn không? Thôi chả ăn cá ăn thanh. Dạ, chợ u vậy nó đâu có ăn đâu, có phải nó đâu đi ăn đâu. Vô đây bảy cô nè, đời sẽ về đâu ơi. Giờ em chạy trong cô bảy nè. Nó kêu con cá mệt rồi, mà tại vì nó mệt hơn con cá rồi. Vô lại, tiếp tục.